Nhân xin chào các trang mình nhé. Lại tiếp tục một video mới nữa. Và video hôm nay Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một lô đất. Cái vị trí này, nếu mình xây nhà để mình ở thì sẽ rất là tuyệt vời nha cả nhà. Của mình ngang 4m, nó từ cái cọc này, cọc có sẵn. Và qua tới cọc bên đây, nó là chính xác là đúng 4m luôn. Mình sâu vào là 18m, hơn 18m chút xíu. Nhân sẽ để cái sổ lên cho cả nhà mình xem chính xác rõ ràng cái sổ luôn nha cả nhà. Cái lô này thì như cả nhà mình thấy là về cái mật độ dân cư mà ở khu này thì hầu như là rất là đông luôn, chứ không phải là đông nữa. Nói như cả nhà mình thấy nè, ở cái vị trí mình đây và mình chạy sâu vào trong nữa thì hai bên tay trái và tay phải của Nhân nè, rất là nhiều nhà trong đó. Và bên đây là nguyên một cái cụm luôn đó nha, toàn là nhà không, nó dân cư rất là đông. Nó khi mà mình về đây mình ở thì mình sẽ rất là an tâm, mình không có sợ vắng, không có sợ là sợ ma, không sợ. Rồi nó đối diện cái nhà của mình, đối diện đất của mình là có hai căn nhà sẵn rồi và có người ở luôn rồi. Và phía đây có một cái căn nhà đang xây bán. Và bên đây là một số nhà người dân cũng ở rất là đông rồi, đông kín hết. Từ vị trí đất của mình chạy khoảng chừng 50m là ra tới ngoài bờ kênh. Và ngoài kia là kênh du lịch sông Trăng nha cả nhà. Có một cái kênh đó, mặc dù là nó cách khoảng 50m nhưng mà ngoài đó thì cái gió và cái hơi nước nó thổi vào đây làm cho cái khu này vòng vòng ở đây nó rất là mát mẻ. Nó mình ở đây là cái cảm giác nó sẽ rất là thoải mái, rất là ok luôn nha cả nhà. Rồi đó bên đây nè. Như bên đây đó, mình thấy là có một cái lóc nhà, đó là lóc nhà liền kề của công ty xây. Và lóc nhà đó thì nó có 17 căn và hầu như là có người ở hết rồi. Và thậm chí là kinh doanh luôn, cũng rất là tốt. Về cái vị trí của mình thì như Nhân nói thì dân là dân đông và có sẵn. Nhưng mà ví dụ như mình về mình ở là nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà nếu như mà kinh doanh đó thì nó sẽ chưa được, kinh doanh chưa được nha cả nhà. Mặc dù của mình là trên một cái đường trục rất là đẹp. Và cái lô đất của mình đó thì như cả nhà mình thấy là cái lề trước là 2m và cái lòng đường của mình là 6m. Mình cộng hai cái lề hai bên 4m với lòng đường 6m là tổng cộng là 10m. Thì như cái trục này á là sẽ những cái cô chú anh chị nào mà người ta ở khu vực đó, khu vực trong đó, người ta chạy cũng phải chạy qua mình. Và đặc biệt là mình chạy cuối con đường này, từ vị trí này chạy tới cuối đường, đó là cái quỹ đất mở rộng của công ty 47 hecta, bao gồm khoảng gần 2.000 là đất trong đó. Thì cái thông tin là có rất là nhiều những YouTuber khác đã thông báo về cái khu mở rộng, nhưng mà hiện tại thì công ty vẫn chưa làm và cái thời gian khi nào làm thì anh em cũng chưa biết chính xác. Nhưng trên bản đồ quy hoạch, bản đồ tổng thể của trên huyện Đức Hòa đàng hoàng nha cả nhà, sơ đồ của huyện mình thì cái quy hoạch khu đó là bên các trường đã lấy được đất rồi, nhưng mà còn nhiều dự án quá cho nên là chưa triển khai. Nếu như triển khai thì cái lô đất mình lợi thế rất là lớn, là ví dụ như là 2.000 lô đất đó, khi mà cái người dân người ta mua đất trong đó ta ở, người ta muốn đi vào trong đó thì phải đi ngang mình, tại mình là trên một cái đường trục chính và lúc đó mình sẽ kinh doanh được. Nhưng mà giờ thì chưa. Ví dụ như cô chú anh chị nào mình mua, mình ở luôn thì chọn lô đất này. Đó, với cái giá nó rất là hợp lý. Chỉ có 820 triệu thôi. Kiếm đồ gà. Nhưng nói thật, nếu mà khu này. Thì khi mà đầu tiên mình ở là mình mua là sẽ hợp lý. Nhưng cô chú anh chị nào mình mua, mình để, gọi là mình để đó và mình để sau này mình xây nhà mình ở hoặc là sau này mình bán lại thì cái vị trí này rất là hợp lý. Bởi vì nó có một số những cái tiện ích, gọi là tiện ích chờ. Nó có những cái để mà kích cầu và để tăng giá của cái lô đất này đó. Cho nên bây giờ mình mua là rất hợp lý ha. Như cái căn nhà bên đây thì với cái diện tích bằng diện tích của mình đang xây dựng nè, thì nói chung là đang xây cho nên là chưa có kêu cái giá bán. Nhưng mà cái giá thì ví dụ như cái căn nhà này mà xây một trệt và một lầu thôi nha, chỉ một trệt một lầu thôi, thì Nhân bảo đảm cái giá của nó rơi vào tầm khoảng 1.7 tỷ đến 1.8 tỷ.
đó. Nhưng nếu mình mua cái lô đất này mình tự xây lên 800 triệu, mình xây một trệt một lầu thì nó rơi vào tầm khoảng, cao lắm là khoảng 700 triệu nữa, tức là khoảng 1 tỷ rưỡi thôi, là mình sẽ có được một cái căn nhà giống như căn nhà bên kia. Nhưng mà căn nhà bên kia là do làm sao? Do người ta xây để bán thì phải có lời, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà khách hàng của chú anh chị nào đó, người ta cần ở liền thì có một cái căn nhà có sẵn người ta vô ta mua ta ở luôn đó. Còn ví dụ như chưa cần gấp đó, thì người ta sẽ mua đất mình tự xây lúc nào nó cũng có lợi hơn, cũng rẻ hơn. Nhưng quan trọng mình làm theo ý mình, còn nhà xây sẵn thì nhiều khi là không đúng ý mình thì nhiều khi cũng khó chịu đó, và phải sửa lại thì lại tốn tiền nữa, đúng không ạ? Rồi nãy giờ thì Nhân cũng chia sẻ cho cả nhà mình một số cái lợi thế khi mà mình mua lô đất này. Nhân cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành chút thời gian theo dõi video của Nhân. Nếu như cô chú anh chị nào mình thích lô đất có thể là tự chạy xuống xem, còn nếu không thì mình có thể liên hệ với Nhân, số điện thoại là 0909 117 880. Nhân sẽ dẫn cả nhà mình xuống xem lô đất, xem giấy tờ sổ sách và thương lượng giá với chủ. Nếu được giá theo cái ý muốn của mình, ý mình mong muốn, thì lúc đó sẽ tiến tới giao dịch và đặt cọc. Giấy tờ sổ sách tất cả Nhân sẽ làm cho cô chú anh chị mình, chính Nhân người đi làm chứ không có qua ai hết. Rồi về cái vấn đề sổ sách giấy tờ mình cứ an tâm nha. Và cuối cùng thì Nhân nói cái hướng lô đất này là hướng Tây, hợp cho cô chú anh chị nào mình thuộc khu mạng Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch bao gồm hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và hướng Đông Bắc đó, sẽ hợp với hướng Tây này nếu như mình thuộc khu mạng là Tây Tứ Trạch cho cả nhà. Rồi Nhân xin kết thúc video. Và nếu như bây giờ cô chú anh chị nào mình muốn ký gửi cho Nhân thì liên hệ với Nhân, Nhân sẽ xuống làm một cái video như thế này cho cả nhà mình. Còn nếu như bây giờ mình muốn xem những video khác nữa thì bấm vào những video trong màn hình. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.